Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Mỹ, đó chính là loa CAVS có mã là NA12 các bác nhé. Thì đây là một mẫu loa thực sự là khi mà chúng ta nhìn qua cái thiết kế bên ngoài nó rất rất là chất, cực kỳ đẳng cấp luôn các bác. Đấy. Và ấn tượng hơn nữa thì các bác thấy không? Cái tai sách của nó các bác nào, các bác nhìn này, họ làm rất rất là chuyên nghiệp luôn. Đúng không ạ? Tai sách rất là chuyên nghiệp, đẳng cấp. Đấy, một mẫu loa phải nói là cực kỳ hầm hố. Đó, và đây là sản phẩm thuộc công ty Nhật Hoàng phân phối tại Việt Nam nhé, thương hiệu đến từ Mỹ, CAVS. Đấy, không làm chúng ta thất vọng. Và đây cũng là một cái đơn hàng của anh Đỗ Ngọc Hùng các bác nhé. Đấy, anh Đỗ Ngọc Hùng. Đấy, anh Đỗ Ngọc Hùng. Anh đặt bên em là một đôi loa CAVS NA12. Đó, và bây giờ thì chúng em sẽ tiến hành là test cũng như là đóng hàng gửi đi cho anh. Và thưa mến thưa toàn thể các bác thì em cũng xin phép là review cho các bác thêm một chút về cái dòng loa này thuộc phân khúc tầm trung các bác nhé. Đấy, về thiết kế thì trong cái phân khúc tầm trung thì khó cái loa nào nó có cái thiết kế nó đẹp hơn nữa các bác ạ, hầu như là không có. Đấy, trong phân khúc tầm trung thì mẫu này nó là cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy, ê căng rất dày dặn nhé, ê căng đẹp, rất là dày dặn phải không ạ, nhìn rất là đẹp và nó có một cái logo của đằng trước này. Đấy, khá là chuyên nghiệp đúng không ạ, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp các bác ạ. Đó, và chúng ta sẽ xem về cái cấu hình phía sau. Đấy, ở đây chính là cấu hình phía sau đấy các bác này, NA12 này, công suất wow 500W. Đó, power max của nó này lên tới 1.500W, chạy ở chiều kháng 8 ohm. Wow, các bác nhìn cái cấu hình này thì chắc là sẽ biết rằng là cái chất âm của nó thế nào rồi ạ, cực kỳ uy lực và mạnh mẽ đúng không ạ. Đã cực kỳ uy lực và mạnh mẽ luôn. Đấy, 500W thì các bác đoán xem, từ của nó thì chắc chắn là phải thấp nhất là phải 190, từ rất to. Đấy, đúng không ạ? Nhìn nó thiết kế nó rất là ngầu này các bác, nhìn quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp cho một cái sản phẩm phân khúc tầm trung. Đó. Nhìn rất là chất lượng. Đó, và bây giờ thì chúng ta cũng rất là tò mò đúng không ạ? Tò mò về chất âm của loa này. Và bây giờ thì em xin phép là test nhé. Test cho anh em cùng nghe qua cái chất âm của dòng loa thương hiệu đến từ Mỹ. Vâng, thưa các bác, em cũng đã kết nối nhé. Kết nối chiếc loa này. Đấy, kết nối chiếc loa này tới dàn âm thanh. Đấy, để có thể là test cho anh em. Đấy, test cho các bác và anh em về cái chất âm. Thật sự là em cũng đang rất là háo hức. Đấy, giống các bác là để được nghe cái chất âm đến từ xe vét. Và xin mời các bác cùng lắng nghe ạ. Có thể thấy không ạ? Cái chất âm của nó quá tuyệt vời, chúng ta không cần phải bàn cãi thêm nhiều nữa các bác ạ. Phải nói là cái chất âm rất hay nhá. Tiếng cực hay và gọn và không hề nghe cái tiếng vỡ đúng không ạ? Nghe nó rất là chất. Đấy, phải nói là rất rất là chất với cái dòng loa này. Đấy. Anh em cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ trực tiếp tiểu bên em nhé. Bên em đang có những mức giá cực kỳ phù hợp cho những cái dòng loa CAVS NA12. Đấy, và xin chào các bác.